ngắm hoa cùng với mình nhé. Giờ cắm một tiếng thì xếp mày chờ có hoa đủ rồi xếp lên đến lúc nhà. Có các cái dầu dầu như dầu dầu nó gãy hết đi rồi đấy.
Sao còn thuê đi 5.000 búa. Đắt vào đi đó. Cả vào đi hơn 10.000 cân. Đó là có 3 cân. 3 cân rưỡi mà hắn lấy 4.000. Để sắp vô mùng 3 tháng 3 đó là. Chợ này đi chợ nó lúc nó có hơn 6 giờ mà đã hết rau, đã thấy con rau. Khi bố mua cái máy bốt con bốt mà nó đi chợ không có rau. 5.000 bố rồi một tuổi. Bố đắng 25.000 một cần. Mấy? 25.000. Cái cọng giỏ xương nó nổ lán ra nổ như một cần nó đắt thật đấy. Mình đã hoàn thành xong bình hoa này rồi nhé mọi người.